Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Tin Mới. Hiện nay, ASEAN được nhận định là một mô hình hợp tác phát triển rất thành công của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cũng là một trong những tổ chức hợp tác khu vực có vị thế và uy tín nổi bật trên chính trường quốc tế. Việt Nam chúng ta dù không phải là quốc gia gia nhập ASEAN sớm nhất, nhưng hiện nay Việt Nam đang là một trong những thành viên chủ chốt, tích cực trong việc xây dựng và phát triển hiệp hội ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, trước khi có được sự ghi nhận cũng như vị trí nhất định trong tổ chức này, có quan điểm cho rằng ASEAN được thành lập ra để chống lại Việt Nam và ASEAN từng có ý định gạch tên Việt Nam ra khỏi hiệp hội. Cụ thể, vấn đề này là như thế nào? Phải chăng Việt Nam đã gây ra sai lầm gì với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khiến họ không vừa lòng? Video ngày hôm nay sẽ cùng các bạn khán giả tìm hiểu về vấn đề này nhé! Trước hết, nói về sự ra đời của tổ chức ASEAN. Chúng ta đều biết ASEAN là tên gọi viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Thái Lan, với 5 nước thành viên ban đầu là Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore, nhằm biểu hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên. Tiền thân của ASEAN là Hiệp hội Đông Nam Á, có tên viết tắt là ASA, gồm 3 nước Thái Lan, Malaysia, Philippines được thành lập vào năm 1961. 6 năm sau, vào năm 1967, với sự ủng hộ của Mỹ, 3 nước này cùng với Indonesia, Singapore thành lập nên Hiệp hội ASEAN tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Kiến thức trong sách giáo khoa thì là như thế. Tuy nhiên, có thể chưa nhiều người biết rằng, trước cả thời điểm Hiệp hội Đông Nam Á ASA ra đời, vào tháng 9 năm 1954, Mỹ đã cho thành lập Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á viết tắt là CETO. Tổ chức này ra đời sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 với mục tiêu cản trở sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là tại Trung Quốc và Việt Nam, nhằm thay đổi bản đồ chính trị Đông Nam Á. Mỹ mong muốn biến CETO trở thành NATO phiên bản Đông Nam Á. Tuy vậy, điều nghịch lý ngay từ đầu là trong số 8 quốc gia thành viên của tổ chức này chỉ có Thái Lan và Philippines nằm tại Đông Nam Á. Các thành viên còn lại của tổ chức bao gồm Anh Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand và Pakistan, Pháp, Úc đều nằm ngoài. Hồ sơ mật Lầu Năm Góc ghi nhận Mỹ đã thông qua Liên minh CETO để ngăn chặn sự bành trướng hơn nữa của chủ nghĩa cộng sản và kỳ vọng biến miền Nam Việt Nam thành một căn cứ quân sự quan trọng nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Mỹ quyết tâm biến miền Nam Việt Nam trở thành một đất nước có chính trị ổn định, kinh tế tự cung tự cấp, quân sự có khả năng bảo vệ an ninh quốc phòng đương đầu với cuộc xâm lăng từ miền Bắc Việt Nam và có giá trị đóng góp cho sức mạnh dân đe chung của Liên minh CETO. Trở lại với câu chuyện chính của ngày hôm nay, vậy những điều này có mối liên hệ gì với quan điểm cho rằng ASEAN được thành lập ra để chống lại Việt Nam và ASEAN từng có ý định gạch tên Việt Nam ra khỏi hiệp hội? Chúng ta có thể nhận thấy rằng thời điểm ASEAN ra đời cũng là lúc chiến tranh ở Việt Nam đang leo thang căng thẳng. Giai đoạn 1960 đến 1970, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra quyết liệt. Chiến lược chiến tranh đặc biệt thất bại, Mỹ chuyển sang tiến hành chiến tranh cục bộ, quyết tâm đảo ngược tình thế đang bất lợi trước mắt. Thế nhưng ngay cả khi đã huy động lực lượng tinh nhuệ cùng các loại vũ khí tối tân nhất, quân đội Hoa Kỳ vẫn không thể kiểm soát được tình hình ở nước ta, thậm chí còn phải nếm những thất bại đáng cay. Điển hình có thể nói đến chiến dịch Sa Thầy và chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh. Và các bạn có nhận ra rằng giữa tình cảnh đó thì những quốc gia thân thiết với Mỹ trong khu vực Đông Nam Á lại liên kết với nhau thành lập ra Hiệp hội ASEAN. Đây liệu có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong chính trị? Quả thực rất khó để có được sự trùng hợp ngẫu nhiên một cách hài hòa như thế. Sau khi thành lập Hiệp hội ASEAN với tuyên bố Bangkok, tức văn bản thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, khi được ký kết tại Bangkok vào ngày 8 tháng 8 năm 1967, các quốc gia trong tổ chức ASEAN đã thể hiện một trong những mục tiêu chung, đó chính là đoàn kết chống lại chủ nghĩa cộng sản đang phát triển ở Việt Nam và sự nổi lên của chủ nghĩa cộng sản trong lòng các quốc gia này. Và như vậy, sự ra đời của Hiệp hội ASEAN có thể được coi là một trong những biện pháp tiếp theo mà Mỹ dùng để tạo thế bao vây cô lập Việt Nam thời điểm bấy giờ mà thôi. Trước thời điểm tuyên bố này ra đời, năm nước Đông Nam Á đã nỗ lực chống lại sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Khi đó, chính phủ Philippines đã cố gắng để ân xá cho các cựu binh sĩ, những người đã gây ra xung đột vũ trang trên đảo Luzon trong suốt những năm 1960
dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền trung ương. Tại Indonesia, xung đột giữa quân đội Indonesia và Đảng Cộng sản Indonesia kết thúc vào cuối năm 1965 với việc ban hành đạo luật trật tự mới của Tổng thống thứ hai Suharto chống cộng tuyệt đối, trong khi chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Sukarno và sự gia tăng số lượng người theo chủ nghĩa cộng sản. Cùng lúc đó, Liên bang Malaysia cũng đang bận chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản. Trong khi Malaysia và Indonesia coi Việt Nam như một vùng đệm để chống lại sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh, thì Philippines, Thái Lan và sau đó cả Singapore đã tích cực hỗ trợ cả sức người, sức của cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, trong đó Thái Lan có thể được xem là nhân vật tích cực nhất. Cuối những năm 1960, chính phủ Thái Lan đã cho phép Hoa Kỳ xây dựng các căn cứ không quân trên đất Thái. Ngoài quân cảng Sattahip, Mỹ xây dựng sân bay quân sự chiến thuật và chiến lược cho máy bay F-4, F-5 ở Udon, Ubon, Chiang Mai, đặc biệt căn cứ không quân chiến lược B-52 ở Utapao. Từ các sân bay này, máy bay Mỹ hàng ngày mang bom đạn gieo rắc đau thương cho đồng bào ta ở hai miền Nam Bắc, Lào và Campuchia. Bởi khoảng cách địa lý là sát gần nhau, giúp những chiếc B-52 của bọn chúng cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam mà không cần tiếp nhiên liệu trên không như khi xuất phát từ đảo Guam. Cường độ xuất kích cao hơn, khả năng tiếp vận sẽ càng nhanh và nhiều hơn. Thế nhưng, trước thế trận hùng hổ và nhiều tính toán chặt chẽ được không quân Mỹ giam ra, quân ta với chủ trương phải trừng trị kẻ gây tội ác, phải đánh thẳng vào sào huyệt của những tên giặc trời. Năm 1972, các chiến sĩ bộ đội đặc công của ta khiến lính Mỹ xanh mắt khi liên tiếp bắn hạ các máy bay B-52 siêu hiện đại của không quân Mỹ, đặc biệt sau sự việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia tiêu diệt chế độ Pol Pot thì các quốc gia Đông Nam Á càng trở nên khiếp sợ. Họ căn cứ để tin rằng học thuyết domino của Tổng thống Mỹ Eisenhower có nguy cơ xảy ra ở Đông Nam Á. Chính Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đã nỗ lực hỗ trợ Pol Pot với ý đồ ngăn chặn sức mạnh tấn công của Việt Nam. Thậm chí cho tới khi Pol Pot đã thất bại ở hầu hết Campuchia, thì Thái Lan vẫn ra sức viện trợ cho Khmer Đỏ ở biên giới khiến bọn chúng vùng lên hoạt động mạnh mẽ. Khi đó, quân tình nguyện Việt Nam trong lúc đánh đuổi Khmer Đỏ có tình cờ lái nhầm xe tăng qua gần Bangkok. Tuy nhiên, sau khi xem lại bản đồ thì chúng ta có cáo lỗi với nước bạn vì đi lạc đường. Ngót nghét gần 30 năm sau khi thành lập, đến tận năm 1995, Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN khi đã có đủ thế và lực. Mặc dù gia nhập khá muộn, nhưng Việt Nam lại trở thành một thành viên chính chủ chốt quan trọng của khối, giúp đặt nền móng cho những nguyên tắc cơ bản của ASEAN là hợp tác thân thiện và không can thiệp vào tình hình nội bộ của nhau. Đầu tiên, Việt Nam mạnh dạn đề cử và thúc đẩy sự gia nhập hiệp hội của các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar. Kết quả là đến năm 1999, các nước này cũng đều đã trở thành thành viên của ASEAN. Kế tiếp, Việt Nam thể hiện sự năng động thân thiện của mình khi tích cực tham gia vào các hoạt động, chương trình cũng như các công việc trong khối, như việc ban hành hiến chương ASEAN, tham gia vào các cam kết tự do hóa thương mại, giảm bảo hộ hàng hóa trong khu vực. Với những gì đã thể hiện, Việt Nam đã khiến các quốc gia trong cùng khu vực tự xóa bỏ những định kiến sai lầm trước đây và thấu hiểu hơn về bản chất con người đất nước Việt Nam. Sợi dây khoảng cách dần được rút ngắn lại. Việt Nam trở thành người bạn hữu nghị, đối tác tin cậy của nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Indonesia, Thái Lan, Campuchia. Sự giao lưu kinh tế văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng trở nên sôi động, bền chặt hơn trước rất nhiều. Từ những kết quả đạt được, vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN ngày càng tăng cao. Năm 2020, Việt Nam lần thứ 3 giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, khi đó phải đối mặt với những thách thức to lớn do đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh và vai trò dẫn dắt chủ động của nước chủ tịch luân phiên. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASEAN đã tổ chức một loạt hội nghị trực tuyến nhằm thảo luận cách ứng phó với dịch, như tổ chức thành công hai hội nghị cao cấp ASEAN 36 và ASEAN 37, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN cộng 3 về đại dịch COVID-19, nhiều sáng kiến về hợp tác ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch đã được công bố và đưa vào triển khai trong năm 2020 như Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN với các tình huống khẩn cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch triển khai. Tuyên bố ASEAN về khung thỏa thuận hành lang đi lại thể hiện cách tiếp cận tổng thể đồng bộ, mang tính cả cộng đồng của ASEAN trong ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, thích ứng và từng bước phục hồi toàn diện.
quan trọng hơn thông qua hợp tác chống COVID-19 và phục hồi kinh tế, sự gắn kết trong ASEAN càng bền chặt. Đây là những dấu son mang đậm dấu ấn của Việt Nam và góp phần tô đẹp bức tranh thành công toàn diện của ASEAN. Các bạn thân mến, lẽ dĩ nhiên với những gì mà Việt Nam đã thể hiện suốt thời gian qua, chắc hẳn sẽ chẳng có sách giáo khoa nào dạy rằng ASEAN được lập ra để chống lại Việt Nam hay ASEAN muốn gạch tên Việt Nam ra khỏi tổ chức. Chỉ có điều đó vẫn tất yếu là một phần của lịch sử mà chúng ta nên biết, cần được biết. Nhưng dẫu sao đến nay, bằng sự nỗ lực, cố gắng và trên hết là sự chân thành của mình, Việt Nam đã có thể chuyển hóa mọi đau thương, thù hận thành sức mạnh, biến những kẻ thù thành những người bạn chung mục tiêu phấn đấu vì sự phát triển chung của cộng đồng. Và hiện nay Việt Nam đang là một trong những nhân tố chủ chốt tạo nên vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Quả thực, mọi sự chân thành xuất phát từ trái tim chắc chắn sẽ đến được trái tim, phải không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người. Bạn có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!